Vâng, em minh chiếu mến chào tất cả các bác nhé. Nay ngày 7 tháng 10 2020, em về một số hàng. Đây là con đờn nông 1500R 2 la mã, đẹp thiếu thương shop nha bác. Có khiển dây nguồn và catalog theo máy, giá là 12 triệu nha. Đờn nông 1500R thiếu mỗi thương shop thôi nha. Và tiếp theo đó là một con Pioneer SX980 nha các bác. Sở hữu 4 đồng hồ. Em này giá là 19 triệu nha các bác. SX980 nha. 980 rất là đẹp, xuất sắc luôn. Chiếc xe 7 màu, giá là 19 triệu. Và thêm một em khủng long của Sansui QRX 6500, hôm nay 16.500.000 nha các bác. Đấy, rất là mới nha. Dòng này chạy 4 nguồn điện nha các bác. Và đánh 4 cầu loa. Và một con lọc Sansui SE80, đèn cặp, đèn nước rất là đẹp, giá 6.500.000. Các bác nào đang có những con âm ly mèo đen thì có thể phối ghép như con lọc xì này, rất là hay. Vừa nghi hành vừa bày rất là đẹp, có đèn nước. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và đây là cặp loa AR2A thùng thông nha các bác. AR2A thùng thông, bát bánh bò. Đấy, rất là mới, rất là đẹp nha. Giá là 28 triệu nha các bác. Nguyên zin từ bãi về. Chưa giật canh nha các bác. Các bác nào sưu tầm hàng đẹp thì alo cho em. Thùng thông nha các bác. Đây. Đẹp ngất ngay nha. Đây là hàng sưu tầm nha các bác. Các bác lưu ý thùng thông, thùng vàng. Nó đắt hơn thùng gỗ lạng nha. Cầm này 28 triệu bao ship nha các bác. Hàng tuyến tròn để các bác sưu tầm đây. Đây các bác thấy phía sau nó này. Còn nguyên tem nguyên cờ nha. Đẹp ngất ngay nha các bác. Đấy, các bác thấy phê không? Series nó lại liền kề nha các bác. Các bác lưu ý nha. Cặp loa em tuyển nha. 28401 nha. Và 28402, cặp loa này hàng sưu tầm để các bác chơi. Quá là mới nha. Thùng thông nữa chứ không phải thùng mà bình thường. Thùng thông thì cho chúng ta một cái nhìn nó sáng sủa hơn, nó đẹp hơn, trưng bày nó sáng trong gia đình hơn. Phòng khách chúng ta nó sang trọng hơn. Còn thùng gỗ lạng thì nó màu sẫm hơn. Thôi, mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho em qua hai số điện thoại trên. Nay hàng về ngày 7 tháng 10 có một số hàng như thế. Thì em sẽ tiếp tục quay giới thiệu những sản phẩm khác. Các bác nhớ theo dõi kênh bằng cách ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha.